Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2023, lễ thánh Apollinario giám mục tử đạo. Thứ năm tuần thứ 15 thường niên. Trích sách xuất hành. Khi nghe tiếng Thiên Chúa phán ra từ giữa bụi gai, Môsê thưa với người rằng: Này, con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ có hỏi con, tên ngươi là gì, con sẽ nói sao với họ? Thiên Chúa nói với Môsê: Ta là đấng tự hữu. Chúa nói: Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại nói với Môsê: Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn đời. Đó là danh ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ. Người hãy đi họp các kỳ lão Israel lại và bảo họ rằng: Chúa là Thiên Chúa tổ phụ anh em, là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob hiện ra với tôi và phán rằng: Ta đã thăm viếng các ngươi, ta đã thấy tất cả những sự ngược đãi đối với các ngươi trong đất Ai Cập. Nên ta nói rằng: Ta sẽ dẫn đưa các ngươi khỏi cảnh khốn khó ở Ai Cập mà đem vào đất Canaan, Hete, Amora, Phereze, Heve và Jebusa là đất chảy đầy sữa và mật. Chúng sẽ nghe lời ngươi, vậy ngươi và các kỳ lão Israel hãy đi đến vua Ai Cập và tâu cùng vua rằng: Chúa là Thiên Chúa người Do Thái đã gọi chúng tôi. Chúng tôi phải đi 3 ngày đàn lên nơi hoang địa để tế lễ Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Nhưng ta biết rằng vua Ai Cập sẽ không để cho các ngươi ra đi đâu, trừ khi ra tay hùng mạnh. Vì thế ta sẽ giơ tay ra đánh phạt Ai Cập bằng những phép lạ mà ta sẽ làm giữa họ. Khi đó vua mới để cho các ngươi đi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người. Hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ và những điều miệng Người phán quyết. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Người đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Người đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Người đã thề với Isaac. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Chúa đã khiến dân Người sinh sản rất đông và làm cho họ uy dũng hơn cả quân thù. Người đã đôi lòng chung để chung ghét dân Người và đối xử gian ngoan với các tôi tớ của Người. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Bây giờ Người đã sai Môsê là tôi tớ của Người và A-rông mà Người đã chọn. Các ông thực hiện những phép lạ của Người giữa bọn chúng và những điều kỳ diệu trong lãnh thổ họ Cam. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Alleluia, Alleluia. Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với ta tất cả. Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta. Vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng,
và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Học với Giêsu. Chúa Giêsu nói: "Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường." Mát-thêu chương 11 câu 29. Suy niệm: Chúa Giêsu giảng dạy thật hùng biện hấp dẫn, nhưng Ngài không dạy chúng ta phải bắt chước Ngài ở điểm này. Cũng thế, Chúa thực hiện rất nhiều phép lạ, nhưng không phải ai cũng được Ngài ban cho quyền năng đặc biệt này. Điều duy nhất Ngài yêu cầu chúng ta hãy học nơi Ngài, đó là đức hiền lành và khiêm nhường. Thật kỳ diệu, con người gặp gỡ Thiên Chúa ở chính điểm Ngài hạ mình xuống thấp nhất. Từ điểm thấp nhất này của Thiên Chúa mà Ngài được tôn vinh, và cũng từ điểm này con người cũng được nâng lên cao nhất vì trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Mầu nhiệm thập giá, phương thế Chúa dùng để cứu chuộc chúng ta, chính là nơi thể hiện rõ hơn cả đức hiền lành và khiêm nhường của Ngài. Nếu muốn học hiền lành và khiêm nhường của Đức Kitô thì hãy học nơi thập giá của Ngài. Mời bạn, nếu như Chúa là Thiên Chúa mà còn chọn hiền lành và khiêm nhường là cách tốt nhất để cứu chuộc, thì chúng ta sao lại không chọn hiền lành và khiêm nhường là cách tốt nhất để phục vụ? Mời bạn chiêm ngắm Đức Giêsu hiền lành và khiêm nhường qua các tình thuật của Tin Mừng, đặc biệt về cuộc thương khó của Ngài. Sống lời Chúa, chọn một hành động của Chúa Giêsu thể hiện sự hiền lành khiêm nhường đánh động tâm hồn bạn nhất. Chẳng hạn, việc Chúa rửa chân cho các tông đồ để ghi nhớ, suy gẫm và tập sống như Ngài. Cầu nguyện là Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin dạy dỗ con, cho con biết sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Ai cũng có lý. Cách đây không lâu, tại nhà của một quan tòa ở Milano bên Italia đã xảy ra một câu chuyện như sau. Có hai người tranh chấp với nhau lâu ngày, cuối cùng đã đưa nhau đến quan tòa của thành phố nhờ phân xử giùm. Người thứ nhất trình bày câu chuyện và tự biện hộ cho mình. Anh vừa dứt lời thì quan tòa dõng dạc tuyên bố: "Anh có lý." Đến lượt người thứ hai phân trần, anh cũng đem ra mọi lý lẽ để làm nghiêng cán cân công lý về phía mình. Sau khi nghe anh trình bày dông dài, quan tòa cũng tuyên bố: "Anh có lý." Cậu con trai nhỏ của quan tòa theo dõi câu chuyện từ đầu, nó ngạc nhiên vô cùng. Làm thế nào cả hai đều có lý cả? Quan tòa cũng đưa ra phán quyết về nhận xét của con mình như sau: "Con cũng có lý. Mỗi người chúng ta ai cũng có lý của mình, nhưng có lẽ chúng ta không muốn nhận ra phần có lý của người khác, cũng như chính phần lỗi của mình, và đó chính là đầu mối của mọi bất hòa. Vô nhân thập toàn, nhưng cũng không có ai là người xấu hoàn toàn. Nếu chúng ta biết khiêm tốn nhận ra những giới hạn của mình và chấp nhận giá trị của người khác, thì có lẽ chúng ta sẽ không bất mãn về người khác cũng như đối với chính mình. Cuộc sống chỉ có thể thở được nếu mỗi người chúng ta biết cư xử bằng sự cảm thông và tha thứ." Bài trích sách Lẽ Sống.